Hiện nay, Việt Nam đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia. Trước đó, ngày 4 tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế có thông báo chi tiết về quy trình cấp hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Dự kiến, ngày 15 tháng 4 tới, hộ chiếu vaccine được cấp cho người dân.